Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá Mít Thái cập nhật ngày 17 tháng 7 năm 2024. Kênh ghi nhận hôm nay giá đi ngang so với hôm qua nha bà con. Khu vực Tiền Giang mít nhất 36, mít nhì 22.000, mít 37.000. Rớt nhất 27.000, rớt nhì 12.000, rớt bi 7.000, mít chợ 4.000 đồng. Khu vực Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 35.000, mít nhì 21.000, mít 36.000. Rớt nhất 26.000, rớt nhì 11.000, rớt bi 6.000 và mít chợ 3.000 đồng. Khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mít nhất 34.000, mít nhì 20.000, mít 3 là 5.000 đồng. Rớt nhất là 25.000, rớt nhì 10.000, rớt bi 5.000, mít chợ 2.000. Tại khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh mít nhất 34.000, mít nhì 20.000, mít 3 5.000. Rớt nhất 25.000, rớt nhì 10.000, rớt bi có giá 5.000, mít chợ 2.000. Ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 18.000, mít nhì 5.000, mít chợ 2.000. Khu vực Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất là 19.000, mít nhì 6.000, mít chợ 2.000. Khu vực Tây Nguyên mít nhất 17.000, mít nhì 5.000 và mít chợ 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.